Nằm trên quốc lộ 24 nối tỉnh Kon Tum với các tỉnh Tây Nguyên và Duyên Hải Trung Bộ, giữa hai đỉnh đèo Măng Đen và Vio Lắc, huyện Con Plong được thành lập theo Nghị định 14 ngày 31 tháng 1 năm 2002 của Chính phủ. Thị trấn Măng Đen thuộc huyện Con Plong được ví như nàng công chúa của Tây Nguyên, cách trung tâm thành phố Kon Tum khoảng 60 km. Măng Đen có độ cao trung bình 1.200m so với mực nước biển. Nơi đây có cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, được bao bọc bởi những cánh rừng nguyên sinh ngút ngàn xanh thẳm, lại nằm trên điểm phân thủy giữa Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn, đã tạo nên một vùng tiểu khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa, quanh năm mát mẻ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 22 độ C. Ẩn dưới những tán rừng nguyên sinh có nhiều sông suối và thác như Đắc Ke, Pa Sĩ, Lô Ba cùng các hồ Tong Đam, Tong Jeri, Tong Po, Tong Rapong gắn với truyền thuyết về vùng đất bảy hồ ba thác lung linh huyền bí của đồng bào Mơ Nâm. Với vị trí địa lý cùng với khí hậu cảnh quan được thiên nhiên ưu đãi, Măng Đen đã và đang trở thành điểm đến không thể thiếu trong hành trình du lịch của du khách. Từ trung tâm thị trấn Măng Đen, trong tầm bán kính chừng 10 km, du khách có nhiều sự lựa chọn trong hành trình khám phá Măng Đen. Nằm ngay trong lòng thị trấn là khu du lịch sinh thái Hoàng Vũ Măng Đen, khu resort Đắc Ke, được xây dựng trên diện tích hàng chục hecta với tâm điểm là lòng hồ Tong Đam, Tong Rapong, một trong số 7 hồ có tên trong truyền thuyết 7 hồ ba thác của người Mơ Nâm, với nhiều loại hình vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, nhà hàng cùng một số loại hình văn hóa du lịch truyền thống khác. Đi theo hướng Tây Bắc hơn 3 km, quần thể chùa Khánh Lâm Măng Đen xây dựng trên diện tích 10 hecta. Ngôi chùa tọa lạc bề thế trên đồi nhưng khiêm tốn ẩn hiện trong rừng cây với quần thể tượng Phật Lộ Thiêng trầm mặc, là nơi để Phật tử ở xa về hành hương chiêm bái. Nằm kế chùa Khánh Lâm là điểm du lịch hồ Dam Bri. Đến đây, du khách có thể lưu lại cho mình những bức hình đẹp nhất với mặt hồ long lanh sóng nước và làn sương mờ ảo. Từ chùa Khánh Lâm đi thêm chừng 4 km là điểm du lịch sinh thái thác Pa Sĩ. Dòng thác cao 30m đổ xuống vùng thung lũng, tạo nên một vẻ đẹp hoang sơ thuần khiết như bức tranh thủy mặc giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ. Trên đường xuống thác, du khách sẽ đi xuyên dưới tán rừng nguyên sinh với khu vườn tượng độc đáo. Những nghệ nhân dân gian địa phương với dụng cụ thô sơ đã chế tác những tác phẩm điêu khắc mang ý nghĩa biểu trưng vô cùng độc đáo. Và từ đây, đi chừng một cây số nữa, du khách sẽ đến điểm du lịch Thiện Mỹ Farm và Eban Farm. Ở Eban Farm, du khách sẽ ngơ ngàng trước vẻ đẹp của muôn loài hoa, có thể thả hồn vào không gian mát lành và vuốt tầm mắt để chiêm ngưỡng nét hùng vĩ của núi rừng, sự yên tĩnh của bản làng Mơ Nâm và nét đẹp hiện đại của vùng nông nghiệp công nghệ cao, một trải nghiệm chỉ có ở Eban Farm. Ngược về phía đông trung tâm thị trấn Măng Đen là điểm du lịch tâm linh Đức Mẹ Măng Đen, một trong những địa điểm du lịch văn hóa tâm linh nổi tiếng. Tương truyền, Đức Mẹ thường yêu thương, che chở, giúp mọi người vượt qua những trắc trở bất hạnh trong cuộc sống. Đây là điểm dừng chân lý tưởng để du khách khấn xin Đức Mẹ ban cho mình sự bình yên, hạnh phúc. Cách đó không xa là làng văn hóa cộng đồng thôn Cong Prinh, với những giá trị văn hóa độc đáo truyền thống. Du khách đến đây sẽ có cơ hội được tham gia đốt lửa trại, giao lưu sinh hoạt, múa hát cồng chiêng mang đậm nét văn hóa người bản địa.
và du khách có thể có nhiều trải nghiệm thú vị với việc khám phá những khu lòng hồ độc đáo hay dành thời gian để chụp những bộ ảnh với ngàn mây và thiên nhiên hùng vĩ chỉ có ở Măng Đen. Măng Đen hiện có nhiều nhà hàng, khách sạn, resort và gần 200 biệt thự đang hoạt động. Hầu hết đều kiến trúc theo phong cách hiện đại, bề thế, nép mình dưới những tán rừng thông cổ thụ hoang sơ, là nơi lý tưởng để du khách thưởng thức một kỳ nghỉ khó quên. Ngay tại trung tâm thị trấn, du khách có thể lựa chọn nơi lưu trú lý tưởng tại các khu resort như Đắc Kè, Hoa Sim hay khách sạn TNT. Và cách đó không xa, du khách có thể cùng bạn bè nhâm nhi tách cà phê đậm chất Tây Nguyên tại cà phê Bạch Dương hay lựa chọn vài món đặc sản để làm quà cho người thân. Những ngày lưu trú ở Măng Đen, vùng đất đặc biệt này sẽ làm du khách nhớ mãi bởi những món ăn độc đáo khó tìm ở nơi khác, nhất là được thưởng thức nó trong cái xe lạnh của Đại Ngàn. Đó là món gà nướng, cơm lam đã được xác lập kỷ lục Việt Nam và kỷ lục châu Á. Rồi những món cay như lẩu xuyên tiêu, lẩu gà lá sâm, bánh canh a cay, v.v. Được thưởng thức những món ăn cay trong sương lạnh sẽ là trải nghiệm tuyệt vời. Với những nét độc đáo và nhiều tiềm năng trong phát triển du lịch, Măng Đen Con Plong được nhìn nhận là điểm khởi đầu trong hành trình cung đường xanh Tây Nguyên, đang chờ đón bước chân khám phá của du khách mọi miền.